Xin chào quý vị các bạn, trên tay mình đây là cái nắp lưng của điện thoại Oppo A91 bị rơi vỡ. Đó, tay mảnh như thế này. Hiện tại Di Động Cao Cấp.vn đang có tất cả các linh kiện trên điện thoại Oppo A91 nói chung và nắp lưng vỏ máy của điện thoại Oppo A91 nói riêng thì mới bị các bạn khi cần. Khi mà gặp lỗi sự cố liên quan đến phần nắp lưng vỏ máy của điện thoại Oppo A91 lỗi hỏng, cầm địa chỉ thay mới nắp lưng vỏ máy cho điện thoại Oppo A91. Quý vị các bạn vui lòng liên hệ 0961234534. Kỹ thuật viên từ Di Động Cao Cấp.vn sẽ tư vấn hướng dẫn cụ thể chi tiết vị các bạn. Những khách hàng ở xa cũng được kể đến với Di Động Cao Cấp.vn. Quý vị các bạn có thể dùng dịch vụ ship code COD. Chúng tôi ship nắp lưng vỏ máy của điện thoại Oppo A91 đến tận chỉ hai yêu cầu. Quý vị các bạn nhận được, quý vị các bạn mới phải thanh toán tiền bưu điện nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Xin cảm ơn vị các bạn đã xem video từ Di Động Cao Cấp.vn. Địa chỉ cung cấp linh phụ kiện của điện thoại Oppo A91 hàng đầu hiện nay. Xin cảm ơn vị các bạn.